rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lê sầu thắm hương đôi môi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối. Thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nâng cấp lo kéo lên phiên bản V2 từ cái lo kéo mà trước đây mình đã chế tạo từ Mika. Lo kéo thì làm bằng mica thì nó sẽ không cho cái chất âm được hay cho lắm, bởi vì mica thì có độ dày khoảng 5 ly thôi, nên mình sẽ tận dụng lại cái thùng lo mà mình nhặt được từ vải phế liệu này, thì mình sẽ cưa ra thêm ở phía sau thùng lo để gắn trong mạch công suất. Bên hông thì mình cưa rộng ra thêm để gắn mạch 20, phía trước thì mình cưa thêm một khoảng nữa để mình gắn cái tép, ở đây mình không sử dụng lo mic nha bạn. Tất cả thì mình tận dụng lại được các linh kiện từ cái lo kéo mà mình làm từ mica. Mình gắn thêm 4 cái bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển. Ở đây thì cái bản mạch công suất của lo kéo nó cho ra cái âm thanh khá là nhỏ, cho nên là mình sẽ dùng thêm một mạch công suất để mình nâng chất lượng âm thanh nó lên. Thì công suất này thì cho ra được 2 kênh, mỗi kênh là 120W. Đồng thời mình tận dụng lại cái mạch phân tầng. Ở đây mình không sử dụng loa mic nha bạn, mình chỉ có đường bắt, đường test thôi. Hai dây này á là đường âm thanh vào của mạch phân tầng và đã được gắn một trong hai kênh của mạch công suất. Hai đường âm thanh này mình sẽ hàng để lo bass 20 nhé bạn. Thì lo tép thì mình đã được hàng trước đó và được bạn biết lại rồi. Sau khi nói xong thì các bạn chú ý với mình 3 dây. Dây bass, dây vào mạch phân tầng và dây chép. Và tiếp theo á là đến bo mạch công suất. Thế là các bạn chú ý cho mình, nhất á là dây tín hiệu, thứ hai là dây nguồn, thứ ba là dây cung cấp tín hiệu và nguồn cho mạch mic không dây. Thì dây tín hiệu này á mình lấy ngõ ra âm thanh của mạch công suất, thế là các bạn gắn vào đường vào của mạch công suất thứ hai, đồng thời mình chế thêm một dây nguồn nữa đó, cung cấp cho mạch công suất. Tiếp theo là bo mạch
của mic không dây. Thì mình sẽ gắn cố định tại vị trí này. Sau khi gắn xong thì mình được như thế này. Đối với mặt công suất á, thì mình sẽ gắn tại vị trí official như thế này. Ở đây thì mình đã phong sẵn các bit cho bạn rồi. Sau khi bạn xong thì mình sẽ được như thế này. Về dây cắm của mạch mic không dây á, thì các bạn gắn vào bo mạch của mic không dây này. Mặt tín hiệu âm thanh á, thì các bạn sẽ gắn vào cái mặt công suất thứ hai này. Ở mặt công suất thứ hai này á, nó có hai biến trở tăng giảm âm lượng của cái hai kênh, thuận tiện cho các bạn có thể điều chỉnh được âm lượng lớn nhỏ. Sau khi kết nối xong á, thì mình sẽ được như thế này. Mình có thể điều chỉnh được tín hiệu bỏ vào và rồi việc còn lại là bạn sẽ gắn cái mắt 20 vào. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kết nối Bluetooth với máy tính để xem nó hoạt động như thế nào. Bạn bật vào chức năng Bluetooth. Trên máy tính các bạn bật chế độ Bluetooth lên. Rồi tìm thiết bị mới Bluetooth. Hey, các bạn kết nối vào. Tiếp theo là micro không dây á, các bạn cung cấp pin vào, chú ý cho đúng chiều nhé bạn.
Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Tiến hành bật nguồn, mở chức năng Bluetooth lên. Rồi, mình sẽ tiến hành kết nối với máy tính. Ở đây 4 bánh xe thì mình có thể là khóa 4 bánh này nha bạn. Rồi mình sẽ tiến hành kết nối với máy tính và hát thêm một đoạn xem cái chất lượng âm thanh nó sẽ như thế nào ạ. Tuy nhiên ở đây là cái bo mạch này thì nó không bằng những bo mạch cao cấp rồi, nhưng mà sử dụng nhỏ lẻ và cho cá nhân thì mình nghĩ cũng tương đối là ổn định. Cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai bước theo chồng. Ngày em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê đôi môi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Một, sau khi hát thử một đoạn thì mình thấy cái chất lượng âm thanh khá là ổn các bạn. Ese tạo đồ vang, echo cũng khá là hay. Nhờ sử dụng thêm mạch công suất thứ hai cho nên là cái âm thanh đó, tạo ra nó hát khá là nhạy. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.